Sám văn: lại có chúng sinh ngũ căn không đủ. Phật đáp: vì đời trước họ ưa săn mồi hay bắn chim thú, hại chúng bể đầu, đứt chân, nhổ lông, bẻ cánh, làm chúng sinh đau khổ cực cùng. Vì nhân ấy nên bị như vậy. Giải thích: ngũ căn gồm mắt, tay, mũi, lưỡi, thân. Bị các căn không đủ là mắt mù, tai điếc, lưỡi ngắn, thân tàn tật, vân vân. Bởi do đời trước từng săn bắn hại vật, dùng cung, tên, súng, ống bắn, giết, gây tổn thương cho vật. Hiện tại nước ta không cho phép giữ súng, nên chuyện đi săn bằng súng tương đối hiếm. Nhưng ở ngoại quốc, gần đây có một vị tổng thống, những khi rảnh ông rất ưa đi săn bắn. Kết quả là hôm nọ lúc ông xuất ngoại diễn giảng thì bị người săn giết. Đây chỉ là hiện thế báo. Sang đời sau, nếu ông còn được làm người, sẽ bị ngũ căn không đủ. Tôi vào thời niên thiếu cũng dùng ná bắn chim, tàn hại ếch, châu chấu, bọ ngựa, các côn trùng nhỏ rất nhiều. Đa số đều bị tôi ngắt đầu hoặc làm gãy chân, rụng cánh. May là tôi chưa trả báo thì đã biết tu tỉnh Phật học. Nếu không, có thể tôi sớm đã bị tứ chi bất toàn hay mất mạng. Nhân quả báo ứng như bóng theo hình. Chỉ vì người tạo nghiệp bất đồng nên khi thọ báo xảy ra nhanh chậm khác nhau. Có người đợi nhân duyên đời sau chín mùi rồi mới thọ báo, có người ngay trong đời này trả quả liền. Làm giàu sai cách. Vào năm 1990, tôi đọc một tin đăng trong báo Kim Vãn, đến giờ vẫn còn thấy rất rõ. Có một ông nọ ở thôn X, tỉnh Hà Bắc, con gái đã xuất giá, con trai đi lính đóng tại Tứ Xuyên. Trong nhà chỉ còn hai ông bà. Lúc đó vào thời kỳ mới cải cách, nhiều gia đình bắt đầu giàu phất lên. Ông này tuy trong nhà y thực không thiếu, nhưng thấy nhà người khác phát tài, trong tâm cũng háo hức, nồn nao theo. Thế là ông lo tính toan phải làm gì đó để cũng phát tài như thiên hạ. Một chiều nọ, sau khi làm ruộng xong, ông chưa chịu về nhà, vẫn còn ngồi nán lại, cố động não nghĩ cách làm sao để kiếm thêm nhiều tiền. Được một lúc thì trời tối, đột nhiên ông nghe phía sau mình có tiếng chân bước gấp. Thầm nghĩ, chắc là láng giềng nào trong thôn đang trên đường về nhà đây. Thế là ông nảy ý muốn hù họ một chút cho vui. Ông liền ngồi thụp xuống ven đường, đợi lúc người kia đi tới gần thì nhảy ra quát to: đứng lại, hãy nộp tiền mãi lộ cho ta. Trong đêm vắng, vị khách đi đường bỗng nghe tiếng hét to thì sợ đến vải cả ra quần. Ráng nhìn xem thì chỉ thấy một bóng đen ngồi lù lù trên đường. Thế là khách hoảng kinh, vội ném hành lý lại rồi quay người chạy chí chết. Ông này thấy vậy thì la to: đừng chạy, là tôi đây mà. Nhưng ông càng kêu, bóng đen càng chạy dữ, cuối cùng thì mất hút. Ông lão cười đến không thể ngậm miệng lại: là ai vậy ta? Sao mà nhát dữ vậy hè? Ông tiến tới sờ vào cái bao vải to khách ném lại trên đường và đưa tay bóp thử. Thấy mềm mềm, hình như bên trong là y phục. Ông liền ngồi xuống rút thuốc ra hút, có ý đợi người kia quay trở lại lấy đồ. Nhưng hút đã mấy điếu rồi mà chẳng thấy tên nhát gan kia quay lại. Bây giờ đã hơn nửa đêm, ông nghĩ thôi thì trước tiên mình cứ vác cái bao này đem về nhà, sáng mai ắt sẽ có người tới nhận. Lúc đó mình giải thích, trả đồ cho họ là được. Ông vác hàng về nhà, thắp đèn lên xem, thấy bên trong toàn là quần may theo một kiểu, còn có một bao thư chứa 500 đồng nữa. Ông đoán tên nhát gan này có lẽ là thợ may ở vùng khác đến. Hai vợ chồng bàn nhau, việc này không ai chứng kiến, nếu như nội trong 3 ngày mà có ai đến tìm thì mình hoàn trả, bằng không thì sẽ thanh lý hết khoản này. Nhưng đợi 7-8 ngày rồi mà không thấy chủ nhân bao hàng tìm đến,
còn dân trong thôn cũng không ai bàn tán gì về vụ này. Thế là họ yên tâm. Sau khi ông chồng đem hàng đến tận phương xa bán đi, được 600 đồng, cộng thêm 500 đồng trong bao thư là 1.000 mốt. Vào thời đó, đây là số tiền rất to. Hai vợ chồng chia nhau tài sản, rất hoan hỷ, thích thú. Họ mua đồ về, mở tiệc ăn mừng. 1.000 đồng nhanh chóng tiêu hết. Túi không còn tiền, họ lại thấy khó chịu. Ăn cướp quen tay, nên ông chồng làm gan diễn lại chiêu này một lần nữa. Không ngờ thành công, ông lại áp dụng tiếp, vẫn được thời. Rút kinh nghiệm, ông chuyên lựa đêm tối mới ra tay. Nếu gặp người quen trong thôn thì ông nói dóc mấy câu rồi bỏ đi. Còn nếu gặp lái buôn lạ thì ông hét một tiếng dọa họ chạy. Ông cứ diễn mững này, lâu lâu là một vố. Sau một năm, thành ra đại phát tài, xây được ngôi nhà mới khang trang 3 phòng. Thầm tính là đợi con trai phục viên về thì cho nó cưới vợ, dọn vào nhà mới ở. Ông ngắm ngôi nhà sang trọng đầy đủ tiện nghi, lòng vui không kể xiết. Chính nhờ thủ đoạn chặn đường cướp của mà ông phát tài giàu sang. Ông tính toán, thôi thì nhân lúc mình chưa già nên vơ vét nhiều thêm nữa. Cuối năm đó, ông quyết tâm làm một mẻ nữa để ăn Tết, đón xuân sang bằng của cải dư thừa. Thế là ông lấy một thanh sắt giấu trong áo khoác, chờ đêm tối ra đi. Nhưng đêm đó, ông đợi rất lâu mà không thấy ai tới. Vừa định quay về thì bỗng nghe âm thanh đạp xe có két. Khi xe đến gần, ông liền ngồi thụp xuống quan sát. Thấy phía sau xe có chở rất nhiều đồ, ông vội quát to một tiếng, làm người trên xe hoảng sợ té xuống. Nhưng hắn đã nhanh chóng đứng lên, sẵn sàng quyết đấu cùng ông. Ông vội cầm cây sắt quất mạnh vào đầu bóng đen. Bóng đen kêu thét lên rồi ngã xuống. Ông nghĩ lần này mình ra tay nặng quá. Không thấy nạn nhân động đậy, ông bèn đưa tay sờ mũi hắn để thăm dò. Hóa ra y đã tắt thở. Ông hoảng sợ nhưng lại khởi ác niệm, nhớ đến cái kênh nhỏ ở gần đó, bèn nhủ thầm: đã làm thì phải làm cho tới nơi, tại phần số hắn xui xẻo mà thôi. Thế là ông lấy sạch tài vật trong túi người chết với vẻ rất chuyên nghiệp. Ông tháo đồng hồ nơi tay hắn ra và bồng thi thể nạn nhân lên, ném xuống cái kênh gần đó, rồi chạy về chỗ cũ dùng đất cát xóa hết mọi dấu vết. Sau đó ông chất hàng cướp được lên xe, ràng kỹ, rồi ung dung đạp xe về nhà, ném hết mọi căng thẳng âu lo ra phía sau. Về đến nhà, ông kể cho vợ nghe những gì vừa xảy ra. Vợ ông tuy có hơi lo, nhưng khi thấy trong hành lý có 2 bộ y phục mới thật đẹp và vừa khít với vóc dáng họ, thêm phần thức ăn thì quá tuyệt, ngon hết chỗ nói. Toàn là những món họ rất ưa ăn, lại có phong bì chứa hơn 1.000 đồng nữa. Xem ra chiến lợi phẩm kỳ này quá ưng ý, khiến hai vợ chồng mừng đến quên sợ. Bà lập tức bày dọn tiệc rượu, tắm tắt ca ngợi công lớn của chồng. Cả hai cùng nhau ăn uống hỉ hả. Xong xuôi, họ thản nhiên đi ngủ. Đang say giấc nồng thì nghe tiếng đập cửa gấp rút khiến họ thức giấc. Ông chồng lớn tiếng hỏi: ai vậy? Bỗng nghe tiếng con gái họ vang lên, họ vội vàng mặc áo ra mở cửa. Con gái vừa vào hỏi ngay: thằng Tú em trai con đâu, sao không ra? Ông lão nói: lạ chưa, không phải em con đang ở Tứ Xuyên hay sao? Cô gái đáp: em con được lệnh theo thủ trưởng đi Thạch Thị công tác. Do thấy chỗ này cũng gần nhà mình nên thủ trưởng cho phép nó được về thăm ba mẹ. Lúc nó xuống xe thì trời đã tối nên quyết định đến nhà con ăn cơm trước. Con bảo nó: thôi thì em hãy ngủ lại, đợi sáng mai hẳn qua thăm ba mẹ cũng được mà. Nhưng nó bảo: trước 10 giờ sáng mai em phải đến Thạch Thị trình diện thủ trưởng, nên nó mượn xe đạp của con, tranh thủ chạy qua thăm ba má. Kể đến đây cô reo lên: cái kia, không phải xe của con đang nằm ở đó hay sao? Thấy ba mình không đáp, cô ngước lên nhìn thì phát hiện đôi mắt ông đang dại đi, mặt chuyển sắc tái nhợt như người chết. Đột nhiên giống hệt một kẻ phát cuồng, ông nhào ra khỏi cửa, lao đi như tên bắn. Trong khi mẹ cô thì quỵ xuống, tan nát cả ruột gan. Bà bật khóc to, bèo bạo nói: đúng là báo ứng mà.
Khi người cha bồng thi thể ướt sũng của đứa con trai cưng vào nhà, theo sau là nhóm hương thân phụ giúp, mặt họ đầy thắc mắc ngơ ngác. Bà mẹ và cô con gái bổ nhào tới, ôm sát khóc la, láng giềng cùng bu lại xem, ai cũng muốn biết cớ sự ra sao. Lúc này bỗng dưng có người kinh hoàng thét lên: "Chú Hai tự sát rồi!" Hóa ra ba thằng Tú đã dùng liềm cắt cổ mình, hiện đang nằm giãy giụa trên đất, miệng trào máu tươi. Bà vợ thấy vậy, há hốc mồm nhìn, hai mắt mở trừng trừng, rồi bà ôm tim, mặt lộ vẻ đau đớn khủng khiếp, rồi thở hắt ra một hơi, cùng ra đi về thế giới bên kia theo chồng. Nghe xong câu chuyện này, dù tôi không giải thích, ắt độc giả cũng dư biết hai vợ chồng này chết rồi sẽ đi về đâu. Hại người như hại mình, hành bất nghĩa chính là tự hủy hoại mình. Ha ha ha,